Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, dư luận tại Việt Nam đang tỏ ra rất quan tâm và chú ý trước sự ra mắt và quảng bá một cách rầm rộ của hai bộ phim mang tên đó là Trịnh Công Sơn và Em và Trịnh. Được biết là sau chỉ 3 ngày công chiếu, bộ phim nói về cuộc đời của vị cố nhạc sĩ tài danh này đã đạt được mốc doanh thu lên tới trên 13 tỷ đồng Việt Nam. Đây được coi là một con số rất ấn tượng nếu như chúng ta so sánh với các bộ phim do Việt Nam sản xuất và điều này cũng phần nào cho thấy rằng sự hào hứng của khán giả Việt Nam đối với một bộ phim về cuộc đời của một tác giả đã viết ra những ca khúc mà đã ăn sâu vào tâm trí của nhiều người dân Việt Nam như Diễm xưa, Biển nhớ, Nối vòng tay lớn vân vân. Với khoản kinh phí đầu tư lên đến khoảng 60 tỷ đồng Việt Nam và tốn rất nhiều năm để thực hiện. Nhưng cả hai bộ phim nêu trên đã dính rất nhiều hạt sạn và đã gây ra nhiều sự thất vọng. Trên thực tế, đây chỉ là một tác phẩm hư cấu và tuyên truyền nhằm khắc họa chân dung và cuộc đời của Trịnh Công Sơn theo đúng như quan điểm từ phía gia đình, bè bạn của vị nhạc sĩ quá cố này. Rất nhiều chi tiết về các nhân vật, các sự kiện liên quan đến khung cảnh miền Nam trước năm 1975 cũng không được nêu lên một cách trung thực mà theo như chúng tôi thì chắc chắn phải có sự chỉ đạo và chỉnh sửa từ các cơ quan kiểm duyệt tại việt nam cho dù bộ phim chỉ là một tác phẩm mang tính giải trí và tập trung vào các quan hệ tình ái của nhạc sĩ trịnh công sơn nhưng bộ phim có thể gây ngộ nhận đối với nhiều khán giả trẻ tuổi vì nhiều người sẽ cho rằng đây là một cuốn phim tư liệu hồi ký và sự thật về cuộc đời của vị nhạc sĩ tên tuổi này nhưng sự thật về con người Trịnh Công Sơn phức tạp hơn rất nhiều, nhất là về quá khứ tham gia chính trị cũng như các hoạt động phản chiến và thân cộng của ông này trước năm 1975, cho đến nay thì đây vẫn là một vấn đề còn gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhân sự kiện này, chúng tôi xin kính mời quý khán thính giả nghe lại một bài viết mang tên Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị của họa sĩ Trịnh Cung. Tác giả bài viết này là một người bạn rất thân thiết đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời. Do đó thì đây cũng là một góc nhìn rất đáng tin cậy, qua đó có thể giúp cho chúng ta sáng tỏ những ngóc ngách trong đời sống của người nghệ sĩ này. Mở đầu bài viết, tác giả Trịnh Cung đã giải đáp câu hỏi rằng có phải Trịnh Công Sơn không quan tâm đến chính trị? Theo tác giả, đã nhiều năm kể từ ngày mất của Trịnh Công Sơn, tức là ngày 1 tháng 4 năm 2001, đã có rất nhiều bài và sách viết về người nhạc sĩ tài hoa xuất chúng này tất cả đều chỉ nói về hai mặt đó là tình yêu con người quê hương và nghệ thuật ngôn từ trong ca khúc trịnh công sơn tuyệt nhiên không thấy ai đề cập đến vấn đề trịnh công sơn có hay không tham vọng chính trị phải chăng như hoàng ta thích ông em rể của người nhạc sĩ phản chiến huyền thoại này đã minh định trong bài tựa cuốn sách như những dòng sông của mình, nói về âm nhạc và tình người của ông anh rể Trịnh Công Sơn do nhà xuất bản Văn Nghệ và Công ty Văn hóa Phương Nam ấn hành năm 2007. Trong đó viết rằng, Xin trích, anh không bao giờ đề cập đến chính trị, đơn giản vì anh không quan tâm đến chính trị, hay như nhận định của một người bạn không chỉ rất thân mà còn là một đồng chí, trong ý nghĩa cùng một tâm thức về chiến tranh Việt Nam của Trịnh Công Sơn họa sĩ Bửu Chỉ đã viết rằng trong dòng nhạc phản chiến của mình, Trịnh Công Sơn đã chẳng có một toan tính chính trị nào cả. Trích bài viết về Trịnh Công Sơn và những ca khúc phản chiến của anh in trong quyển sách Trịnh Công Sơn, Cuộc đời âm nhạc, thơ, hội họa và suy tưởng do nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn ấn hành năm 2005. Sự thực có đúng như câu khẳng định chắc nịch ở trên của ông Hoàng Ta Thích và họa sĩ quá cố biểu chỉ hay không? Chắc chắn là sai 100% rồi. Nếu như Trịnh Công Sơn không là tác giả của ba tập nhạc phản chiến, đó là ca khúc da vàng, kinh Việt Nam và ta phải thấy mặt trời và cũng chưa từng tham gia vào phong trào đấu tranh đô thị của thanh niên sinh viên học sinh để chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn mà chính cuốn sách của ông Hoàng Ta Thích và bài viết của Bửu Chỉ vừa nhắc đến ở trên đã có nhiều tiết lộ. Mặt khác, trong bài viết có nghe ra điều gì của Trịnh Công Sơn gửi cho bác sĩ Thân Trọng Minh, tức nhà văn Lữ Kiều năm 1973 có đoạn như sau. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ tự đề nghị với mình một trách nhiệm quá lớn. Nhưng khi đã lỡ nhận chịu những cảm tình nồng hậu từ đám đông, thì những tình cảm kia phải được đền bồi. Và trong thư Trịnh Công Sơn gửi Ngô Kha, người bạn cùng chí hướng chính trị và cũng là người em rẻ, đồng thời là lãnh tụ của chiến đoàn Nguyễn Đại Thức, người mà đã bị bắt vào năm 1972 và năm 1974. Chúng ta sẽ dễ nhận ra ý thức làm chính trị chống chế độ Sài Gòn của Trịnh Công Sơn, nhất là trong đoạn Lê Khắc Cầm nói về mối quan hệ giữa Trịnh Công Sơn và tổ chức cơ sở thành ủy Huế, do Lê Khắc Cầm bí mật phụ trách trước năm 1975 như thế nào thì không thể nói là Trịnh Công Sơn không có toan tính chính trị như nhận định của họa sĩ biểu chỉ trước khi nêu thêm những dẫn cứ quan trọng hơn để chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về thái độ chính trị của Trịnh Công Sơn thời chiến tranh Việt Nam và cũng nhằm cung cấp thêm tư liệu để làm rõ các mối quan hệ có tính dính líu vào hoạt động chính trị và phản chiến thân cộng của Trịnh Công Sơn tác giả xin kể một kỷ niệm với Ngô Kha và vì sao Ngô Kha lấy tên cho lực lượng đấu tranh của mình là chiến đoàn Nguyễn Đại Thức. Vào năm 1971, tôi có mời Ngô Kha tới dự bữa cơm đầy năm của Vương Hương, con đầu lòng của tôi tại nhà ở Phú Nhuận. Sau tàn tiệc, tôi đưa Ngô Kha ra về. Chúng tôi đi bộ từ ngã tư Phú Nhuận về hướng cầu Kiệu. Khi gần đến chân cầu, Ngô Kha nói với tôi rằng, Cậu vào chiến khu với mình đi, có người dẫn đường đang chờ tôi không ngờ lại bị Ngô Kha đưa vào thế kẹt. Lúc này, tôi đang là trung úy biệt phái, dạy tại trường cao đẳng mỹ thuật Huế, vừa bị nha mỹ thuật học vụ trả về, vừa bị nha mỹ thuật học vụ trả về lại Bộ Quốc phòng, vì được Mỹ cấp học bổng tu nghiệp mỹ thuật tại Trung tâm Đông và Tây ở Hawaii, Hoa Kỳ. Chú thích, sau năm 1975, tôi mới biết ông Nguyễn Văn Quyện, kiến trúc sư, giám đốc nha mỹ thuật học vụ người ký quyết định không cho tôi đi mỹ và trả tôi lại quân đội theo đề nghị của họa sĩ vĩnh phối hiệu trưởng trường cao đẳng mỹ thuật huế cả hai đều là việt cộng năm vùng hết chú thích và ngô kha đang là em rể của trịnh công sơn cũng mang cấp bậc thiếu úy quân lực việt nam cộng hòa có tư tưởng phản chiến nhưng tôi không biết gì về hoạt động ly khai của anh cho tới lúc này thật bất ngờ và căng thẳng làm sao tôi có thể đi về phía bên kia chiến tuyến tôi không hề tham gia vào phong trào phản chiến tôi chơi với trịnh công sơn ngô kha hoàng phủ ngọc tường đinh cường khi họ chưa là người chống lại chế độ việt nam cộng hòa ngay cả tại túp lều cỏ tuyệt tình cốc ở huế nơi mà nhà văn thế uyên trong một bài viết của anh có tên là cuộc hành trình làm người việt nam qua trịnh công sơn đã tự bạch anh từng đến dự những cuộc họp bàn về đấu tranh chính trị do nhóm Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trần Quang Long, Nguyễn Đắc Xuân và Trịnh Công Sơn đứng ra tổ chức. Tôi chưa bao giờ đặt chân đến đó và thậm chí không hề biết có những việc như vậy. Đơn giản vì tôi rời Huế vào sống Sài Gòn sau khi tốt nghiệp mỹ thuật năm 1962. Mối quan hệ giữa tôi và họ chỉ là một tình bạn văn nghệ thuần túy để thối thác lời đề nghị ghê gớm này của ngô kha tôi dừng lại trong bóng đêm bên này cầu kiệu và nói với anh ông thấy con mình vừa đầy năm bà xã còn quá trẻ và yếu đuối làm sao mình bỏ nhà đi vào căn cứ với bạn được hơn nữa mình không đồng ý cách giết người của họ ở huế hôm tết mậu thân thôi chúc bạn lên đường may mắn thế nhưng sự việc sau đó lại đưa ngô kha đến một hoàn cảnh khác anh không đi vào rừng mà lại về huế rồi bị bắt và chịu một cái chết bi thảm về nguyễn đại thức là ai mà ngô kha dùng đặt tên cho lực lượng đấu tranh của mình theo nguyễn đắc xuân nguyễn đại thức nguyên là một hạ sĩ quan quân lực việt nam cộng hòa ly khai đã bắn hụt tướng huỳnh văn cao khi ông dùng trực thăng kiểm soát tình hình phật giáo xuống đường ở đà nẵng và huế và đã bị lính mỹ bắn hạ hành động và cái chết của nguyễn đại thức đã đưa ngô kha đến sự chọn lựa nguyễn đại thức là tên và biểu tượng cho nhóm quân nhân ly khai đấu tranh chống mỹ ngụy hành động và cái chết của nguyễn đại thức đã đưa ngô kha đến sự chọn lựa nguyễn đại thức là tên và biểu tượng cho nhóm quân nhân ly khai đấu tranh chống mỹ ngụy do anh tổ chức sau đây là đoạn viết của hoàng phủ ngọc tường trong căn nhà của những gã lang thang viết rằng theo tin tức quân báo của kha nhận từ đoạn đà nẵng thì lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ sẽ chĩa mũi nhọn vào những người của phong trào mà họ cho là nguy hiểm ngay từ lúc họ đặt chân đến Huế để tránh hậu họa. Ngô Kha cùng đi với chiến đoàn ly khai của Anh sẽ kéo dài cuộc cầm cự trên đèo Hải Vân để tạo điều kiện cho tôi thoát. Xin hết trích. Đối với cá nhân tôi, nhờ tiết lộ kinh khủng này của Hoàng Phụ Ngọc Tường, những năm gần đây tôi mới biết mình đã từng bị Ngô Kha dùng tình bạn để đưa vào cái gọi là chiến đoàn ly khai Nguyễn Đại Thức, mà không biết khi anh rủ tôi đi vào cứ như đã nói ở trên. May mà tôi đã từ chối. Với bao nhiêu sự gắn kết với nhau, hòa quyện ăn khớp như thế mà chúng ta vẫn còn hoài nghi, vẫn biện bạch đây chỉ là một thứ tình cảm hồn nhiên hay hoa mỹ hơn. Đây là ý thức về thân phận dân tộc tiếng nói đòi hòa bình đậm tính nhân bản cho quê hương của một người nghệ sĩ tài hoa như chị Công Sơn, thì chi tiết sau đây đã được Nguyễn Đắc Xuân tiết lộ và đã xác nhận lại với tác giả bài viết này như sau. Xin trích. Vào đêm ngày 29 tháng 5 năm 1966, trên đường Trần Bình Trọng Đà Lạt, Trần Trọng Thức, nhà báo, Nguyễn Ngọc Lan, Linh Mục đã qua đời. Nguyễn Đắc Xuân và Trịnh Công Sơn đã cùng nhau bàn về một giải pháp chính trị cho trí thức yêu nước và người đưa ra sự chọn lựa rất quyết đoán và hợp lý với ba bạn đồng hành với mình không có con đường nào khác cho anh em mình ngoài mặt trận giải phóng miền nam xin hết trích vậy là đã quá rõ về khuynh hướng chính trị của chị công sơn từ chính trị phong trào đến chính trị cầm quyền vỡ mộng chính trị cầm quyền những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Người thân cộng thì hí hửng, người quốc gia thì lo âu và tìm đường bỏ nước. Mọi thứ sinh hoạt đều tê liệt. Tôi nằm trong số phận người chịu trận, bế tắc, no way out. Trong thời điểm tinh thần xa sút này, tôi thường ghé qua nhà chị Công Sơn để tìm một thông tin tốt lành, vì anh có nhiều mối quan hệ nhưng cũng không được gì, vì Trịnh Công Sơn từ chối ra đi và cho biết sắp nhận chức Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa trong chính phủ Dương Văn Minh lên thay cho chính phủ Thiệu Kỳ. Em trai Trịnh Công Sơn là Đại úy Trịnh Quang Hà sẽ được giao làm cảnh sát trưởng quận 2, nay là quận 1. Thế là xong, Trịnh Công Sơn sẽ tham gia chính quyền được chuyển từ tay Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để thương lượng hòa bình với quân giải phóng đang bao vây Sài Gòn và dọa sẽ tắm máu Sài Gòn nếu Việt Nam Cộng Hòa không buông súng. Thế nhưng, Trịnh Công Sơn và người em không có tên trong thành phần chính phủ Dương Văn Minh khi các hệ thống thông tin quốc gia công bố ngày 27 tháng 4 năm 1975 và cũng không có tên kiến trúc sư Nguyễn Hữu Đống trong vai đệ nhất phó thủ tướng, một người bạn chính trị không lộ diện của Trịnh Công Sơn từ trước sự kiện mậu thân năm 1968, một cố vấn chính trị, một công trình sư cho sự nghiệp chính trị của Trịnh Công Sơn đã vận động cho Trịnh Công Sơn vào chính phủ này như là đại diện của phe Phật giáo và với kết quả này, nhà hoạt động chính trị trẻ tuổi Nguyễn Hữu Đống đã phải rời khỏi nhà Trịnh Công Sơn ngay sau đó, sau khi đã ăn ở trong nhà Trịnh Công Sơn nhiều tháng trước như một người em rể. Sau này, trong thời lý quý trung còn sống tôi có hỏi về sự việc này với tư cách là một bộ trưởng thông tin và người rất thân cận với tướng dương văn minh lý quý trung đã xác nhận không hề có một đề cử nào cho trịnh công sơn và nguyễn hữu đống vào chính phủ dương văn minh cả trịnh công sơn và gia đình đã bị nguyễn hữu đống lừa rồi và từ đó trịnh công sơn đã coi nguyễn hữu đống là một kẻ ghê tởm một chút về nguyễn hữu đống Nguyễn Hữu Đống tốt nghiệp thủ khoa trường kiến trúc Sài Gòn khoảng năm 1964, nhưng không hành nghề kiến trúc sư, bắt đầu chơi thân công khai với Trịnh Công Sơn vào khoảng năm 1970. Tôi không được biết gì nhiều về nhân vật này, ngoài việc chứng kiến sự xuất hiện thường xuyên trong nhà Trịnh Công Sơn. Vào những tháng trước tháng 4 năm 1975, với tư cách em rể của Trịnh Công Sơn, giữa lúc Sài Gòn liên tiếp nhận những thông tin về các tỉnh Tây Nguyên thất thủ và cũng được biết từ chị Công Sơn vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975 là chính quyền mới sẽ vẫn giữ nguyên chiếc ghế đệ nhất phó thủ tướng của chính phủ đầu hàng Dương Văn Minh, tức là ghế của Nguyễn Hữu Đống. Sau đó thì Nguyễn Hữu Đống đã vượt biên và định cư ở Pháp. Thế nhưng, vào khoảng năm 1992, Nguyễn Hữu Đống về Sài Gòn và tìm thăm tôi. Tôi tiếp anh ta tại nhà và cùng ăn trưa. Thật ra giữa tôi và Nguyễn Hữu Đống không đủ thân để anh tìm thăm. Chẳng qua là chỗ để anh chút hết những gì chị Công Sơn và gia đình không tiếp khi anh tìm đến thăm họ sau hàng chục năm ly gián từ ngày ấy. Trong những thổ lộ của Nguyễn Hữu Đống có hai chi tiết đáng chú ý. Một là ý tưởng và mô hình kiến trúc ngôi đền tình yêu có hình quả trứng, lấy từ truyền thuyết Âu Cơ đẻ ra trăm trứng, để Trịnh Công Sơn chủ trì như là một giáo đường là của Nguyễn Hữu Đống. Hai là để ngôi đền tình yêu này mang đậm sắc thái trị Công Sơn, Nguyễn Hữu Đống lập ý cho Trịnh Công Sơn viết Kinh Việt Nam. Dự án này tôi đã được Trịnh Công Sơn cho biết trước năm 1975 và sẽ xây dựng trên ngọn đồi của bác sĩ Bùi Kiện Tín ở Thủ Đức nằm đối diện với nghĩa trang quân đội sài gòn cũ xét về mặt tài năng kiến trúc và con người đầy tham vọng làm chính trị của nguyễn hữu đống cũng như mối quan hệ mang tính chính trị giữa anh và trịnh công sơn thì thông tin này đáng tin cậy hơn là gần đây là dự án này của phạm văn hạng và trịnh công sơn đã được ông võ văn kiệt ủng hộ bài học lớn cho người làm chính trị tự phát trong xã hội cộng sản việt nam những gáo nước lạnh ngày anh em ta về. Tuy nhiên, sau sự thất bại ấy, Trịnh Công Sơn lại đứng lên vui mừng vì Sài Gòn của anh trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã xuất hiện cờ bay trăm ngọn cờ bay và anh em ta về mừng như bão cát quay cuồng, vân vân. Từ sự kiện tại Đà Lạt, mà Nguyễn Đắc Xuân đã nhắc đến ở trên cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, không có một chỉ dấu nào cho thấy có mối liên lạc về mặt tổ chức giữa mặt trận giải phóng miền Nam và Trịnh Công Sơn. Thậm chí khi anh được kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái đưa đến đài phát thanh Sài Gòn để hát bài nối vòng tay lớn mừng chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, Trịnh Công Sơn tác giả của ca khúc có tính dự báo cho ngày huy hoàng này của quân giải phóng và là một ngày bi thảm cho phía Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã bị tôn thất lập. Một nhạc sĩ chủ chốt trong phong trào hát cho đồng bào đã thoát ly đi theo mặt trận giải phóng miền Nam, đuổi thẳng ra khỏi phòng thu và nói rằng Mày có tư cách gì mà hát ở đây? Bị bất ngờ với cú ra đòn khá tàn nhẫn này của người được gọi là anh em trịnh công sơn thật sự choáng váng và sợ hãi mọi niềm hân hoan trong anh về giấc mơ hòa bình cho đất nước của mình nay đã thành hiện thực bỗng chốc tan thành mây khói niềm vui tưng bừng reo ca mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng bàn tay ta nắm nối tròn một vòng việt nam trong ngày hôm ấy không thuộc về trịnh công sơn và thay vào đó là nỗi ám ảnh sắp bị thủ tiêu và phải làm thế nào chạy trốn khỏi người anh em càng sớm càng tốt. Thật ra, tai nạn chính trị này đã có nguồn gốc từ quan điểm chính trị về tính hai mặt trong âm nhạc và con người Trịnh Công Sơn của Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương Cục Miền Nam do ông Trần Bạch Đằng phụ trách. Chính nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã kể lại rằng đã có một cuộc họp kiểm điểm Trịnh Công Sơn trong cứ trước năm 1975 với thành phần tham dự gồm có hầu hết các văn nghệ sĩ thoát ly theo mặt trận giải phóng miền Nam như Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, vân vân dưới sự chủ trì của ông Trần Bạch Đằng và cuộc chạy trốn khỏi Sài Gòn. Sự sợ hãi càng tăng cao khi Trịnh Công Sơn nhận được tin mình sẽ bị thanh toán. Chỉ vài ngày sau, Trịnh Công Sơn đã âm thầm cùng mẹ rời khỏi Sài Gòn bằng xe đò, trực chỉ ra Huế. Nơi anh cũng đang có những người anh em thân thiết cũ, vừa chiến thắng trở về như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Thái Ngọc San vân vân, Hy vọng chắc được yên thân. Trở lại sống trong căn hộ cũ số 11 Nguyễn Trường Tộ, Huế. Trịnh Công Sơn quây quần với bạn bè cũ và mới không được bao lâu thì cả thành phố huế lên cơn sốt đả đảo trịnh công sơn và phạm duy các biểu ngữ được răng ở các trường đại học và trịnh công sơn phải lên đài truyền hình huế đọc bài tự kiểm điểm sự cố lần này cũng lại do một nhạc sĩ tổ chức đó là nhạc sĩ trần hoàn giám đốc sở văn hóa và thông tin tỉnh bình trị thiên thế là trịnh công sơn đã tránh được vỏ dưa sài gòn nay lại gặp vỏ rửa Huế. Sự bé cái lầm lần này, có lẽ do Trịnh Công Sơn đã kỳ vọng ở bạn mình quá nhiều. Nhưng thực tế vai trò trong lực lượng tiếp quản Huế của Hoàng Phủ Ngọc Tường và Nguyễn Đắc Xuân rất khiêm tốn. Chính họ cũng đang phải cố gắng phấn đấu để được kết nạp vào đảng thì làm sao có thể bao che cho tác giả hai ca khúc từng bị người Cộng sản Việt Nam kết án. Đó là ca khúc Gia tài của mẹ với câu 20 năm nội chiến từng ngày, được cho là đã xúc phạm đến đại cuộc chống Mỹ cứu nước của người Cộng sản Việt Nam và ca khúc cho một người nằm xuống để thương tiếc Lưu Kim Cương, đại tá không lực Việt Nam Cộng Hòa, bị chết bởi đạn của quân giải phóng miền Nam. Người bạn một thời đã từng dùng máy bay không quân đưa Trịnh Công Sơn lên Đà Lạt thăm Khánh Ly hoặc ngược lại đón khanh ly về hát với trịnh công sơn tại sài gòn lần này ở huế tính tẩy chay trịnh công sơn nghiêm trọng và công khai hơn hẳn ở vụ đài phát thanh sài gòn vừa qua tình bạn cũ trong trái tim trịnh công sơn sụp đổ đã đành mà giấc mơ khi đất nước tôi thanh bình tôi sẽ đi thăm tưởng dễ thực hiện của anh cũng bị giật tắt những ngày tháng tiếp theo ở huế trịnh công sơn giống như một con tin trong hội văn nghệ bình trị thiên thường xuyên được tổ chức bố trí đi lao động thực tế trên những cánh đồng vào mùa khô cũng như mùa lụt không hơn gì một người phải chịu cải tạo cuộc chạy trốn lần thứ hai tuy nhiên đang kẹt trong cái thế tiến thoái lưỡng nan này ở tại chính quê nhà nơi mình từng tham gia hoạt động đấu tranh chống diệm rồi chống mỹ thiệu trong phong trào đô thị huế với hoàng phụ ngọc tường ngô kha nguyễn đắc xuân vân vân cũng không xong mà về lại sài gòn thì càng nguy hiểm thì một vị cứu tinh kịp xuất hiện đó là ông võ văn kiệt một nhà lãnh đạo cộng sản cao cấp tiếp quản sài gòn lúc bấy giờ một cuộc vượt biên nội địa đưa chị công sơn vào lại sài gòn sau khoảng một năm anh phải đi thực tế tại các vùng quê tỉnh bình trị thiên đã được bí mật tổ chức do ông kiệt ủy thác cho nhà văn cộng sản nguyễn quang sáng thực hiện đã thành công từ đây dưới sự ưu ái của ông kiệt và nhà văn nguyễn quang sáng được ủy nhiệm của thượng cấp chăm sóc trịnh công sơn cái hạn bị hăm dọa hay chủ dập đối với người nhạc sĩ lãng mạn cách mạng này đã kết thúc qua những sự cố như thế có thể thấy trịnh công sơn đã mắc những sai lầm với người cộng sản như sau thiếu minh bạch trong suy nghĩ về chiến tranh việt nam và tính hai mặt trong quan hệ xã hội không ở trong một đường dây của tổ chức và chịu sự lãnh đạo của tổ chức đó không dám thoát ly đi theo mặt trận giải phóng miền nam và những sai lầm của trịnh công sơn với phía việt nam cộng hòa đó là kêu gọi phản chiến nhưng chỉ nhắm vào phía việt nam cộng hòa thiên về phía người cộng sản việt nam ngay cả sau khi bị họ giết hụt trong vụ Tết Mậu Thân ở Huế, chống lại phía đã tạo cho mình điều kiện học hành và tự do sáng tác, kể cả tự do tư tưởng. Dù có bị chế độ Sài Gòn hạn chế và kiểm duyệt, nhưng không quyết liệt tiêu diệt như đã được thổi phòng. Đó là việc dùng giấy của ông Hoàng Đức Nhã cấp để đi đường do Phùng Thị Hạnh Trung Gian, được nhiều sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa che giấu vân vân để có một nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tồn tại lừng lẫy như thế cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Dù ý thức chính trị ra sao, Trịnh Công Sơn vẫn là sản phẩm của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đúng như Đặng Tiến đã nhận định trong một bài viết ở đâu đó mà tôi không còn nhớ tên. Bước ngoặt mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, xa lầy vào rượu và su nịnh. Cuối tháng 5 năm 1978, tôi ra khỏi trại cải tạo và gặp lại Trịnh Công Sơn. Lần nào đến nhà anh ở 47C Phạm Ngọc Thạch, Sài Gòn, sáng hai chiều, cũng thấy Trịnh Công Sơn ngồi nhậu rượu Ararat, một loại cô nhắc của Nga. Sau đổi mới, chuyển qua rượu chất đỏ của Pháp và sau cùng là whisky Chivat với Nguyễn Quang Sáng và một số bạn mới. Tôi cảm thấy có một điều gì đó không ổn hình như tôi một thằng sĩ quan ngụy đi tù về không còn được trịnh công sơn và gia đình coi là người thân như ngày xưa thái độ khó chịu của tôi mỗi lần ngồi trước mặt những người bạn mới này của sơn đã khiến tôi bị trịnh công sơn và gia đình tẩy chay ngầm thực ra tôi đã bị trịnh công sơn và nhóm bạn huế cũ loại ra từ những năm tháng tôi đi lính việt nam cộng hòa mà tôi không hề biết sau này họa sĩ Tôn Thất Văn đã kể lại cho tôi rằng có những cuộc họp ở Huế vào những năm 60-70, Trịnh Công Sơn và những người mà tôi đã coi là bạn thân tình đã đem tôi ra để phê phán, tẩy chay vì tôi đã không trốn lính mà đứng về phía quốc gia. Rất tiếc, trong số này lại có cả Đinh Cường, người đã từng học cùng trường mỹ thuật, ở cùng nhà, và do tôi giới thiệu làm quen với Trịnh Công Sơn, do tôi kết nối với anh bạn thọ giàu có ở Đà Lạt để có những tháng ngày cùng chị Công Sơn rong chơi thơ mộng khi lưu lại căn phòng anh thọ đã thuê cho tôi tại biệt thự số 9 đường Hoa Hồng hay ở trong căn nhà sàn gỗ thơ mộng bên một dòng suối dốc rách trong một hốc núi của thị trấn Đơn Dương từ trước khi tôi rời Đà Lạt về Sài Gòn năm 1964 theo giấy gọi vào quân trường sĩ quan trừ bị thủ Đức khóa 19 và cả những tháng ngày nhàn nhã làm sinh viên sĩ quan tại đây vào năm 66 hay 67. Lúc này tôi là sĩ quan huấn luyện và phụ trách một phần nguyệt san bộ binh sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 với cấp bậc Trung úy ngành công binh Việt Nam Cộng Hòa. Đinh Cường trở lại trường Mỹ Thuật Huế và được miễn đi học tập cải tạo nhờ vào việc đã tham gia các hoạt động đấu tranh chống Việt Nam Cộng Hòa của nhóm Hoàng Phụ Ngọc Tường, Ngô Kha, Nguyễn Đắc Xuân, Trịnh Công Sơn vân vân, nhiều năm trước có một kỷ niệm đặc biệt với Đinh Cường mà tôi cũng muốn nói ra luôn sau bao nhiêu năm cố giữ chặt trong lòng để lòng mình thôi nặng chịu và cũng minh chứng cho một tình bạn không hề có thật mà anh ấy đã dành cho tôi mà tôi đã hàng chục năm cố nghĩ khác đi, cố không tin sự việc xảy ra như thế này. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, 8 giờ sáng tôi đến nhà Đinh Cường ở đường Nguyễn Đình Chiểu cũ, gần chợ Tân Định, để xem tình hình như thế nào. Như thường lệ, tôi vẫn đến đây dễ dàng như người trong nhà, nên rất tự nhiên bước lên cầu thang dẫn lên căn gác của bạn mình. Thế nhưng chị Thiên, vợ Đinh Cường, đã chặn tôi lại ở giữa cầu thang và nói Đinh Cường đi khỏi rồi. Tôi không tin và nói lớn là có hẹn trước. Lúc đó Đinh Cường mới nói vọng xuống để tôi lên khi lên tới nơi thì đã có mặt bác sĩ trường thìn nhạc sĩ miên đức thắng cùng ngồi đó tôi gượng gạo ngồi xuống và đinh cường nói với hai vị khách kia như hỏi ý mình cấp cho trịnh cung cái giấy chứng nhận thuộc thành phần thứ ba nhé lập tức tôi đứng lên và từ chối không hãy để tôi chịu trách nhiệm với họ và thành phần thứ ba thứ tư gì họ cũng dẹp sạch thôi với trịnh công sơn gia đình cùng các đồng chí rượu của anh Tôi lúc này là một kẻ xa lạ, một người lạc hướng, một cái gai khó chịu, một con kỳ đà, làm cho cuộc vui hoan lạc của họ không được hoàn hảo. Tôi nên biến đi, nhưng tôi lại là một gã ngoan cố, tự cho mình nhiệm vụ phải ngồi lại, để làm sơn tỉnh táo hơn, để những tiếng nói bớt đi những lời su nịnh, ý thức được r... ý thức được rượu, phụ nữ và xu nịnh là một loại ma túy tổng hợp đang nhấn chìm Trịnh Công Sơn được ngụy danh dưới khẩu hiệu. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, nên tôi cố chịu đựng sự khó chịu của họ và vẫn không tìm cách lấy lại chỗ đứng thân thiết vốn có với Trịnh Công Sơn thủa còn trai trẻ ở Huế bằng rượu chè, quà cáp đắt tiền và những tán tụng nuông chiều. Tôi vẫn đứng trên đôi chân liêm sỉ và theo đuổi một thứ nghệ thuật tri thức. Đó là chỗ mà Trịnh Công Sơn, trong thâm sâu của tâm hồn anh không thể loại bỏ tôi cho dù có sự khác nhau về quan điểm chính trị và cách sống, đó cũng là điều mà Trịnh Công Sơn trong những lúc cô đơn nhất đã đến gõ cửa nhà tôi, bất kể đêm khuya hay khi bình minh vừa ló dạng để hàn huyên hoặc khoe và hỏi ý kiến tôi về bức tranh mà anh vừa vẽ. Trong thời buổi sống như một kẻ bên lề của một Sài Gòn đã bị đổi tên và những người bạn thân một thời hồn nhiên như thế nay cũng đã cúi mình ngoan ngoãn làm những con dối của chế độ mới quay lưng lại với thân phận khốn đốn của đồng loại tự hủy tri thức lương tâm thứ một thời nhờ nó đã làm nên những ca khúc tranh đấu cho thân phận và tự do con người nay chọn cho mình con đường xa lầy vào rượu thuốc và phụ nữ tôi thấy mình thật sự cô độc và bất lực trước sự sụp đổ từng ngày của một người bạn tài hoa nhất mà tôi từng yêu quý nhiều khi tôi muốn nói với bạn mình tại sao cậu lại sa đà vào những cuộc chơi phù phiếm tại sao cậu không viết những ca khúc cho thân phận việt nam hai đang bị một thứ xiềng xích vô hình nhưng vĩnh cửu vì nó được khóa bởi chính người việt nam chứ không phải ngoại bang hay ít ra thì cậu nên sống yên lặng như một cái bóng một hòn đá tảng vì cái giấc mơ hòa bình thống nhất quê hương của cậu dù không phải là nguyên nhân chính gây ra sự sụp đổ hoàn toàn nền cộng hòa trẻ tuổi của miền nam việt nam nhưng về mặt tâm lý cũng đã ít nhiều làm lợi cho phía bên kia vô tình đồng lõa với kẻ đã gây ra cái bi kịch thảm khốc cho hàng triệu người việt nam từng ái mộ tôn thờ cậu nay phải bỏ nước ra đi bằng giá của cái chết không được chôn cất bằng cái sự tật nguyền tinh thần nếu may mắn đến được bờ tự do thì bạn cũng đáng được cảm thông vì tôi biết chắc chắn một điều là tất cả những trí thức thiên tả việt nam như cậu cũng đều không chờ đợi một kết cuộc cho đất nước theo cách như đang diễn ra nhưng có lẽ trực giác của tôi đã mách bảo rằng điều ấy nằm ngoài khả năng của trịnh công sơn cứ để cuộc sống của anh phụ thuộc vào bản năng đã tiêu vong rồi một trịnh công sơn mạnh mẽ dấn thân mạnh mẽ ca hát cho hòa bình đất nước cho dân tộc ấm no bình đẳng tự do và hạnh phúc như ngày nào thời cuộc làm ra trịnh công sơn đấy thôi anh không phải là người làm ra thời cuộc nên tôi đã nghẹn họng ảo tưởng cuối cùng dần ra rồi trịnh công sơn cũng tìm lại cho mình một phần phong độ sáng tác nhờ hấp thụ những ngọn lửa nhỏ từ những nhan sắc phụ nữ và sự trân trọng theo chủ trương của những nhạc sĩ thuộc hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh như Xuân Hồng, Hoàng Hiệp, Thanh Tùng, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn vân vân và một nhóm nhạc do họ tổ chức có tên Những Người Bạn được ra đời khoảng thập niên 90 và Trịnh Công Sơn được coi là đầu đàn. Anh trở thành nhân tố quan trọng nhất trong việc thu hút sự chú ý của công chúng mỗi khi anh có mặt trong các sâu diễn của nhóm. Trịnh Công Sơn cũng là một tiếng nói có trọng lượng nhất đối với nhiều tên tuổi hàng đầu của nhạc cách mạng việt nam như văn cao trọng bằng hồng đăng v v trừ ông nhạc sĩ bộ trưởng bộ văn hóa thể thao trần hoàn người từng mở chiến dịch đả đảo anh một thời ở huế là vẫn tiếp tục nhìn trịnh công sơn như một kẻ xấu dù gì thì thế đứng chính trị của trịnh công sơn cũng đã được tốt hơn trước rất nhiều có phải vì thế mà anh đã chủ quan nghĩ mình là người đến lúc nên đứng vào hàng ngũ của đảng sơn đem ý định này nói với tôi tôi liền can rằng không nên sơn ơi cậu đang là một nhân vật âm nhạc lớn người ta nể trọng vì ảnh hưởng của cậu đối với công chúng rất lớn cũng như quốc tế nay cậu trở thành đảng viên mới tò te còn ai coi trọng nữa nếu ông hoàng hiệp chống lại là may mắn cho cậu lắm đó tôi đã nói với trịnh công sơn như thế và trịnh công sơn im lặng Tuy nhiên, không phải nhờ sự phân tích ấy mà Trịnh Công Sơn không trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, mà bởi sự ngăn cản của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, người giữ vai trò chính trị của Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là cán bộ có trách nhiệm quản lý Trịnh Công Sơn. Trong một lần bất bình với Hoàng Hiệp về việc bị kiểm điểm, Trịnh Công Sơn đã chửi thẳng vào mặt Hoàng Hiệp ngay tại trụ sở Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh rằng: "Mày là thằng mặt lờ" đã không những không được vào đảng, Trịnh Công Sơn còn được cho về hưu để vĩnh viễn kết thúc giấc mơ ảo tưởng cuối cùng của anh. Cái chết vinh quang đích thực. Nếu con đường chính trị đối với Trịnh Công Sơn là một con đường dẫn anh xuống vực thẳm, thì cái chết là một kết thúc hoàn hảo. Hay nói một cách khác, nó đã giải cứu anh và trả lại vinh quang đích thực cho anh vinh quang dành cho di sản ca khúc trịnh công sơn không chỉ niềm vinh quang này bừng sáng huy hoàng bởi hàng chục ngàn người yêu âm nhạc của anh ở trong nước tiễn đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng mà người việt trên khắp thế giới cũng nhỏ lệ tiếc thương nhất là người việt ở mỹ nơi mà trịnh công sơn lúc sinh tiền không dám đặt chân đến dù không ít lời mời một lễ tưởng niệm long trọng được tổ chức tại hội trường báo người Việt với sự tham dự đông đảo của nhiều giới khác nhau trong cộng đồng ở cả Nam và Bắc California, ngay trong đêm 1 tháng 4 năm 2001, điều mà trước đó không ai dám nói công khai về tình cảm của mình với Trịnh Công Sơn ở chỗ đông người tại Mỹ. Sau 8 năm Trịnh Công Sơn ra đi, mọi cảm xúc thương tiếc sau cái chết của anh trong mỗi chúng ta cũng đã phần nào chìm lắng. Hôm nay tôi quyết định và chọn lựa thời điểm này để viết về một góc khác một phương diện khác của trịnh công sơn mà chưa ai viết hoặc viết một cách có hệ thống bài viết này chắc chắn sẽ gây ra sự mất mát tình cảm sự đổ vỡ các mối quan hệ vốn có của tôi vì một số những nhân vật được đề cập nay đang còn hiện diện trong cuộc đời sự thật bao giờ cũng gây mất lòng tôi đã tự hỏi mình nhiều lần trong nhiều năm qua có nên viết nó ra, giải thoát cho nó khỏi ngục tù trong tôi suốt hơn 30 năm qua? Sự quằn quại của nó trong cái nhà tù ký ức cũng làm tôi đau buồn đến độ không chịu nổi. Giải phóng cho nó là giải phóng cho chính tôi, dù có phải bị trả giá. Đó là về phần cá nhân tôi. Còn đối với Trịnh Công Sơn, bài viết này tôi muốn bổ sung thêm những điều mà trong các cuộc nói chuyện về Trịnh Công Sơn ở Mỹ tôi đã không thể nói hết được. Một nửa sự thật cũng chưa phải sự thật. Tôi tin vào điều tốt đẹp của sự thật. Nó có thể làm tan đi hình ảnh một trịnh công sơn được tô vẽ bởi những huyền thoại và ảo ảnh lấp lánh trong lòng ai đó, nhưng sẽ trả lại một trịnh công sơn thiên tài đích thực của âm nhạc như nó vốn có. Để mọi người, nếu đến với nhạc của Sơn, thì sẽ có được cơ may yêu mến trọn vẹn một con người có thật chứ không phải một thứ tượng đài được nhào nặn tô vẽ và dựng lên vì một mục đích riêng đã đến lúc sự thật đó cần được trả lại cho những người việt đã đang và sẽ mãi còn coi nhạc trịnh là lẽ sống của mình mang nó theo như một thứ tài sản vô giá dù đi đến bất kỳ đâu dù ở chiến tuyến nào tất nhiên những lập luận và lời kể trong bài viết này dựa vào những gì tôi đã trải qua những tư liệu riêng và những tư liệu của những người bạn cũ của Trịnh Công Sơn mà họ đã công khai phổ biến trên các phương tiện truyền thông và vì thế chắc chắn còn thiếu sót tất yếu vì tôi biết còn nhiều sự thật đang được cất giấu bởi những người có quan hệ cận kề với Trịnh Công Sơn trong từng giai đoạn của lịch sử Việt Nam từ 1954 đến hôm trước khi Trịnh Công Sơn qua đời mà họ vì những lý do nào đó chưa tiện nói ra tôi xin cảm ơn những ai sẽ đóng góp thêm những gì để giúp cho bài viết này được hoàn hảo hơn kể cả những phản biện sau cùng mỗi con người việt nam đã trải qua và sống sót sau cuộc chiến tranh khốc liệt vừa qua đều giữ trong mình những sự thật riêng một gốc nhân chứng riêng xin quý vị hãy trả lại nó cho lịch sử nếu được như thế thì tấm gương lịch sử việt nam mới trong sáng được cũng vì điều này cho tôi xin lỗi những gì mà bài viết có làm tổn thương đến một ai đó, cũng là vì không còn sự lựa chọn nào khác. Sài Gòn, ngày 29 tháng 3 năm 2009. Trịnh Cung